Xin chào mọi người. Hôm nay mình nấu gì ăn kem? Hôm nay con muốn ăn cái gì? Bắp. Ăn bắp hả? Ăn bắp với nấm nha. À, còn ăn bánh Ba, hả? những cái cây sum á, cái trắng màu, màu Ồ, xanh. cây thông này màu xanh nè. Bữa nay mình có con nai nè, mình có hai con nai. Sao ba không cho con mở Mở gì? mở con đèn con nai? Cái này ba ghim vô trong cái dây này không có mở được. Chút nữa mình đem ra trước nhà xong rồi có cái đồ bấm á, thì con mới mở được. Cái lúc đó cái con bấm ha. Con bấm con mở nha. Rồi, bây giờ ba đi nấu nấu bắp cho kem ha. Đâu có cần nấu gì đâu. Đó, có cái bắp hộp nè. Để lên đây nè. Ồ. Cái nồi này vừa y luôn. Vừa y trên cái này luôn. Mình sẽ bỏ dầu ăn vô. Bữa nay mình sẽ nấu Nấu gì? nấu thịt bò xào với lại Ếch ba độ nhiều quá. nhiều dầu ha. Mình có thịt bò nè, bò xay. Ở giờ đây rồi. Có Ở nấm. giờ đây rồi. Độ ào. Đúng rồi. Với lại hành và ớt. Đó, mình sẽ xào rồi ăn với bánh tráng nướng của Việt Nam. Món này không biết là của ai luôn á. Ba dụ. Miếng Con nghe rồi. củi vô nữa. Hả? Ngạt rồi hả? Trời ơi, uổng vậy. Cái lò này nó nóng cực kỳ luôn á. Nhìn lửa mà nó bốc lên trên hả? À đây, dùng cho chim. Nhìn lửa nó bốc lên trên cái ống khói á. Nhìn thấy cũng sợ luôn. Thơm quá, dầu bỏ lên thơm rồi. Giờ mình bỏ thịt bò vô nha. Ngày hôm nay cũng không có lạnh lắm. Giờ thì chắc trừ 3-4 độ. Ban ngày thì ấm, có mặt trời. Hả? Chim ăn nữa hả? Làm rớt hoài vậy. Con có muốn hâm lên xíu không? Hả? Con muốn hâm cái đó không? Hâm lên xíu ha. Cho nó ấm ha. À, bỏ đây. Hâm đồ ăn á, bỏ lên trên cái này là nó nóng rồi. Sôi luôn á. Đậy nắp lại xíu. Ra này chơi vui không em? Ra đây chơi có vui không? Vui ha. Mùa đông rồi mình không đi đâu chơi được, cái mình ra ngoài lều mình chơi. Ăn này xong rồi chút nữa tráng miệng bằng cái gì ta? Nè. Xong rồi em. Vô trong này mình ngồi á, mình lót cái tấm thảm này này, nó không có bị lạnh, nó cách cách nhiệt được kem ha, không có lạnh cái chân, chứ còn không là cái nền này lạnh lắm, đất à, lạnh. Thơm quá, trời ơi, ba nghe mùi thơm rồi. Bây giờ mình cho ớt với lại hành vô ha. Chút nữa xúc bánh tráng của Việt Nam. Chào cô chú và các bạn. Xin chào mọi người. Cốm đâu? Cốm đưa tay chào coi. Chào coi. Cốm chào cô chú đi. Chào cô chú đi. Cốm chào cô chú nè. Bye Chào sao? bye. Hello. Cho. Hôm nay mình cắm trại lại. À, mình cắm trại lại, đúng rồi. Một tuần mình mới cắm trại có một lần hả? Một... Ê, sao cốm đòi nhỉ? Cho em miếng đi. Cho em hạt đi đó. Đúng cục hạt luôn. Em cười kìa. Nó ăn trời ơi, bắp mà còn cái cầm cắn ra nữa hả?
bắp mà còn cắn ra nữa. Hạt Cái bắp nồi này bữa ngọt nay mà. Đốt lửa nhiều quá, Ngọt nóng mà luôn. cốt. Rồi, giờ mình bỏ nấm vô. Xong rồi vô ăn bánh tráng hoặc là ăn cơm gì đó thì ăn. À, nêm tí muối. Không, không được. Ngồi xuống đây ăn nè. Ừ, đúng rồi. Đây bánh tráng. Ba ăn bánh tráng còn mẹ ăn cơm ha. Muỗng đây. Bánh tráng em vậy. Ồ, đây nè, cái bánh mì của Cốm đâu đây nè, cho Cốm nè. Kem ăn đi. Con ăn bánh tráng không? Trời ơi, Cốm ăn bánh tráng kìa. Nó chỉ cắn được cái rồi thôi chứ. Mẹ mất. Ừ, con cốt đi. Mì. Cốm bị dị ứng. Dị ứng. Không, cốm bị dị ứng hạt điều thôi. Dị ứng hạt điều ha. Rồi. Không. Không hả? Xin mời mọi người ăn nha, ăn tối nha. Mời mọi người món món này không biết của ai luôn đó. Mời. Bò. Mời mọi người ăn kẹo bằng chuối nha. Kem mời mọi người ăn kẹo. Mời mọi người ăn kẹo nha. Cái anh bắp của ông kem không kìa. Kem ăn bắp nữa không? Bỏ này xíu cho nó nóng à. Ăn bánh tráng súp này cũng được. Thơm á. Cố. Cái bánh tráng này mè nhiều, béo. Giờ tiện ha. Bỏ vô microwave quay cái. Bỏ vô quay. Trời. Em bé ăn bánh tráng à. Em bé ăn bánh tráng hả em bé? Mọi người nên thử cái kiểu này đi. Ngon cực kỳ. Nó béo. Dạ xe. Không có cần hến á. Hến súp bánh tráng cần này là bỏ súp bánh tráng. Còn thử miếng không? Không có cần ăn cơm hoặc là bánh mì hay gì hết. Lấy bánh tráng này thôi. Xúc với bò, thịt bò xay á, xào lên. Ăn miếng nước nữa. Ừ. Ôi, ngồi xuống đi. Đi. Bỏ đầy vô miệng nữa. Nút cho hết đi, đi cốt. Mũi đỏ. Ôi trời ơi. Nhớ quá. Trời ngon không? Chắc là cô chú không thấy cốm á. Cô chú thấy cốm chưa? Kẹo kìa. Đâu cô chú qua cứ bà. Đưa tay chào rồi trời ơi. Thấy nhỏ nhỏ chứ cũng thấy. Thấy hơi hơi. Thấy hơi hơi, ngồi xuống. Thấy hơi hơi ha. Ngồi xuống. Ngồi xuống đi.
Mình khi nào mua cái lều da đỏ á, bự. Nó rộng mà. Cái mình phải trải bạc ở giữa. Nhưng mà nó được cái nó bự. Nó không có cái tấm này. Đó lắm rồi. Ba ăn hết, mẹ ăn cửa hết. Rồi, vô. Rồi, rồi. Ăn thì vô, ba quay tiếp cho. Nhà quay, nhà còn. Đây. Chào cô chú đi. Chào cô chú và các bạn. Xin chào mọi người. Xin chào mọi người, chúc mọi người ngủ ngon. Bây giờ mình đi ngủ nha. Giờ mình ngủ ở đây nghe các em.